Ok, chúng ta sẽ cùng đến với tiết 2 của tác phẩm Hồn chương 3 ra hàng thịt đúng không? Thế thì với cái tiết 2 của Hồn chương 3 ra hàng thịt, đây là một cái tác phẩm mà thầy cũng đã tung lên khá là lâu rồi. Thế bây giờ mới quay lại để mà tiếp tục. Thế thì Hồn chương 3 ra hàng thịt thì ở đây thầy sẽ tặng cho các bạn ghi luôn, làm luôn nhá, một mở bài. Mở bài có thể dùng trong đoạn 1 và cũng có thể dùng trong đoạn 3. Đoạn 1 đó là cuộc đối thoại giữa chương 3 và hồn. Cuộc đối thoại số 3 đó là cuộc đối thoại giữa chương 3 và đề thích. Cuộc đối thoại số 2 đó là cuộc đối thoại giữa chương 3 với người thân thì chúng ta chỉ học là tiền đề thôi. Bởi vì chúng ta sẽ trọng tâm vào hai cái cuộc đối thoại chính. Cuộc đối thoại giữa hồn và xác và cuộc đối thoại giữa chương 3 và tiền đề thích. Được không ạ? Thế thì các bạn có thể mở như thế này. Thế thì cách mở của nó ấy, thì khi mà nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy kiểu mở này là một kiểu mở nâng cao nha Đấy, đây là một kiểu mở mới hoàn toàn Mới tinh, mới gọi là mới tinh, mới toát của năm nay Đấy, chưa bao giờ đụng hàng hết Thì không có mặt trong lễ trao giải Nobel Đây, các bạn có thể xem ở đây nhá Ở văn học của chính mình Nhưng nhà văn Hemingway đã gửi tới độc giả Những người yêu mến ông lời chia sẻ đầy tinh huyết Viết ở đỉnh cao là sống một cuộc đời đơn độc. Một người nghệ sĩ hẳn rằng đều có cho mình một thế giới riêng để chiêm nghiệm, để sáng tạo, khám phá. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật ra đời đều là một quá trình thai ngén công phu để rồi từ đó người sáng tạo gửi trả lại cho đời những tinh hoa đã hôn đúc, tôi rèn, tinh luyện ở cõi cô đơn riêng đó. Lưu Quang Vũ với vở kịch Hồn chương Ba ra hàng thịt là một trường hợp như thế ông đã đứng trên chiếc bục cao đầy cô đơn để viết về những nhiễu nhương của xã hội, bi kịch chớ trêu và khát vọng cao cả trong nhân vật chương 3. Từ đó mà ta càng thêm thấu hiểu về hành trình làm người đầy những trông gai, lắm những cơ cực mà cũng thật tự hào cao quý. Vẻ đẹp tâm hồn, bi kịch xót xa của nhân vật trung tâm cùng những triết lý sâu sắc càng được Lưu Cang Vũ làm rõ hơn qua đoạn trích. Đấy. Sau đây các bạn một chút có một bạn vừa mới vào. rồi xem lại nhá đây thì đây chính là cái mở bài uh, của thầy viết để làm gợi ý cho chúng ta để chúng ta viết thế thì ở đây cái mở bài này nó có gì mà gọi là mở bài nâng cao thì trước hết các bạn phân tích cái mở bài này nhá khi chúng ta phân tích mở bài này chúng ta sẽ thấy đầu tiên là mở bài của thầy là dạng mở bài dùng trích dẫn được chưa? Đây là dạng mở bài dùng trích dẫn này. Đấy. Thế thì kiểu mở bài mà dùng trích dẫn nhé, thì là kiểu mở bài của dân học sinh giỏi. Số 2 nữa, đây không phải là một những trong những cái trích dẫn mà nó cũ nhàm. Đây là một trích dẫn mới mẻ. Và số 2 nữa, đây là một trích dẫn tiêu biểu. Vì sao? Bởi vì thầy lấy từ hai điều mà nó tạo nên cái tính tiêu biểu. Một là chắc chắn chúng ta đều biết là Hemingway là ai. Và cũng có thể có những bạn chưa biết Hemingway là ai cả, đúng không? Thế thì Hemingway là một nhà văn cực kỳ nổi tiếng. Đấy. Và ông ta đã đưa ra một cái triết lý rất hay, đó là viết ở đỉnh cao là sống một cuộc đời đơn độc và vì sống một cuộc đời đơn độc có nghĩa là cái người nghệ sĩ chìm đắm trong thế giới sáng tạo của họ. Những cái gì chiêm nghiệm ở cái thế giới thực tại khách quan được đưa vào trong cái thế giới cá nhân, cái thế giới riêng, cái bầu khí quyển riêng của nhà văn đó. Sau đó, họ chiêm nghiệm và rồi họ gửi gắm lại cuộc đời. Như vậy, họ đứng riêng ở một cái thế giới và trả lại cho đời những tinh huyết mà họ đã xây dựng, tạo dựng cái thế giới đó trong cái tác phẩm văn chương của mình. Đấy, cho nên là gì? Ở à, đôi khi nhà văn ở cái đỉnh cao sáng tạo sống một đời đơn độc lưu quang vũ khi viết về những vở kịch viết về hồn chương ba ra hàng thịt cũng phải ở trên cái đỉnh cao trên cái bục cao cô đơn mà nhìn về cái gì nhìn về những cái nhiễu nhương của xã hội nhìn về những thói hư tật xấu ở đời nhìn theo cái guồng quay của xã hội chạy theo đồng tiền chạy theo vật chất chạy theo những cái cán cơn đầy thực dụng của nền kinh tế thị trường rõ ràng ông đang nhìn thấy những căn bệnh của xã hội ông đang nhìn thấy những cái nhiễu nhương những cái sự thay đổi những cái sự tha hóa của con người vì vậy ông viết ở hồn chương 3 ra hàng thịt để nói về cái cuộc hành trình làm người làm người ở đây các bạn sẽ thấy thấy viết hoa chữ người người ở đây là một cái chữ người đầy cao quý với lưu quang vũ hành trình làm người chữ người viết hoa thật là cao quý, thật là tự hào nhưng mà cũng lắm trông gai, lắm những cơ cực. Làm con thì dễ mà làm người thì khó Vì phần con là phần bản năng Phần người là phần cao quý Là phần xã hội Để có được cái phần đấy Con người ta phải chấp nhận Phải đánh đổi Phải hy sinh Đó là một trong những điều khó khăn Và cái vở kịch hồn chương 3 Giang thịt Chính là cái cuộc đấu tranh Để hoàn thiện nhân cách Trong mỗi một con người đó là những mâu thuẫn, đó là những nghịch cảnh mà con người phải sống. Và thời đại nào cũng có, không kể là thời đại trước đó Lưu Quang Vũ, bây giờ chúng ta cũng có, đúng không ạ? Thì các bạn có thể sử dụng mở bài này cho đoạn 1 cuộc đối thoại hồn xác hay là đoạn 3 cuộc đối thoại giữa chương 3 và tiên đế thích các bạn nhé. Rồi, thế thì uh, sau khi mà các bạn đã có mở bài thì các bạn nhìn thấy này, trong một mở bài chuẩn, cái cách dạy của thầy bây giờ nha, nó cũng sẽ từ gần giống với cái cách dạy của giai đoạn ôn thi cấp tốc có nghĩa là chúng ta sẽ đi vào thực chiến từng đề cụ thể thế thì hôm vừa rồi cũng rất vui là có rất nhiều bạn là khoe với thầy về cái điểm thi thử hà nội toàn điểm trên 8 thôi thì rất là vui nhưng mà chúng ta vẫn chưa được luyện tập nhiều để có thể bứt phá chưa thấy khoe con chín nào cả thì hơi buồn chắc là vẫn chưa có điểm hết tuy nhiên thì khi mà vào giai đoạn thực chiến vào giai đoạn cấp tốc thì điểm chúng ta sẽ được nâng lên nữa. Lý do là bởi vì cái điểm có muốn cao hay không á nó thụ, phụ phụ thuộc vào phần nghị luận văn học. Các bạn nhé, điểm có muốn cao hay không nó phụ thuộc phần nghị luận văn học. Vì nghị luận văn học nó chiếm tận 5 điểm và rất ít học sinh có thể đạt từ 4,5 trở lên. 4 thì có thể giành được rồi, nhưng 4,25, 4,5, 4,75 là điều hơi khó nha. Và phải biết cách thì mới giành được. Lâu nay chúng ta học cái khóa này rồi thì các bạn đều được luyện cái gì ạ? Các bạn luyện đọc hiểu nha, các bạn luyện nghị luận xã hội nha, được sửa rất nhiều rồi. Thế bây giờ đến giai đoạn sắp tới này đây, còn khoảng hơn 2 tháng, chúng ta sẽ luyện cái gì? Luyện nghị luận văn học, cách viết nghị luận văn học. Thế thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để viết mở bài hay. Thế thì muốn một mở bài hay thì trước hết phải kiếm những trích dẫn mới, những trích dẫn tiêu biểu được không ạ? Và bài phát biểu ở giải nobel chính là một trong những trích dẫn rất chất, một trong những trích dẫn rất đỉnh cao. Hoặc là hôm sau thầy có thể hướng dẫn cho các bạn những cái trích dẫn về thơ hai cu, những cái trích dẫn uh, của những cái người chính trị gia hay là những cái gì nó khác biệt, nó độc đáo một xíu. Thì đó chính là mở bài. Mở bài sẽ bao gồm hai phần, cả cái phần rất dài như này được chưa? Người ta gọi cái phần dài này. Người ta gọi phần này là phần gì các bạn biết không? Người ta gọi là phần dẫn các bạn nhé. Dẫn là phải hay nhưng không được quá dài. Nhiều bạn thấy thấy tham lam, dẫn gì dẫn dài thế, dẫn mà mất cả một trang giấy mới xong được cái mở bài. Dẫn vừa phải thôi. Và cái phần này nhìn này. Càng được Lưu Quang Vũ làm rõ hơn qua đoạn trích, đoạn trích gì? Trích dẫn vào đây thì đây chính là phần số 2. Phần 1 gọi là phần dẫn và phần số 2 chính là phần nêu vấn đề nghị luận. Đây là phần nhiều bạn lại hay bỏ qua, lại hay quên, dẫn đến cái việc là gì? Chúng ta có một mở bài chưa đạt yêu cầu, chưa chuẩn. Muốn văn hay phải là văn chuẩn. Một bài văn chuẩn có hai kiểu: mở bài trực tiếp hoặc là mở bài gián tiếp. Mở bài trực tiếp ta đưa thẳng vấn đề không nói, nhưng mở bài gián tiếp nó mới hay. Thì cần có phần dẫn độc đáo, mới mẻ, tiêu biểu và nêu được vấn đề nghị luận chính là nêu được cái đoạn trích này. Thế thì các bạn thi vào đoạn trích nào thì các bạn trích câu đầu, ba chấm, trích câu cuối thì đó là chuẩn của một phần mở bài hay. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thân bài. Thế thì mong muốn của thầy trong phần thân bài khi chúng ta đi thi mà chúng ta đụng phải cái bài khó như thế này. Năm nay thì chắc chắn là vào đoạn trích rồi các em ạ, chắc chắn là vào đoạn trích, không có chật đâu được. Thì trong phần thân bài bạn sẽ phải làm gì? Trong phần thân bài thì bước 1 nha bạn sẽ phải giới thiệu tác giả tác phẩm. Thế thì cái này thì thầy thấy như thế này. Nhiều bạn có một cái cách đó là các bạn làm phần mở bài thì các bạn có giới thiệu luôn tác giả tác phẩm cũng được. Cách này cũng chẳng sai đâu. Cách này cũng ok, không vấn đề gì cả. Nhưng bản thân theo quan điểm riêng cá nhân của thầy thôi nhé. Thì thầy thích một cái phần dẫn theo kiểu là một đám bụi. Rồi một đàn ngựa mới xuất hiện một đàn ngựa xuất hiện thầy không muốn cho nó xuất hiện luôn mà nó phải xuất hiện một đám bụi, sau đó rồi mới xuất hiện bóng ngựa rồi mới xuất hiện đàn ngựa, thầy thích cái kiểu như vậy. Cho nên là gì? Trong phần mở bài thường á thì thầy chỉ nêu tên tác giả, nêu tên tác phẩm mà thôi và vấn đề cần nghị luận là đoạn trích mà thôi. Thầy ít khi làm theo cái kiểu đó là có cả tác giả tác phẩm luôn. Thế nhưng mà tuy nhiên cái cách một số thầy cô thì hướng dẫn là à chúng ta nên nêu phần tác giả tác phẩm ở đây luôn thì cách đó cũng không sai nó chỉ là khác nhau về quan điểm chứ còn không có chuyện đúng ở đây hoặc là sai ở đây các bạn nhé rồi thế thì nếu như chúng ta không giới thiệu tác giả tác phẩm tác phẩm ở phần mở bài thì bước 1 ở phần thân bài mình sẽ phải nói qua về tác giả tác phẩm thế thì trong buổi học hôm trước thì chúng ta rõ ràng đã nói về tác giả lưu quang vũ và tác phẩm hồn chương ba giang thì rồi đúng không thì chúng ta chỉ nhắc lại những ý rất nhanh thôi chúng ta chỉ nhắc lại những ý rất nhanh thôi các bạn nhé đó là gì ạ Thế thì vào những năm 80 của thế kỷ trước các bạn nhé, vào những năm 80 của thế kỷ trước á, khi mà đất nước còn nghèo khổ, đất nước mình vừa mới thoát ra khỏi chiến tranh, còn nghèo khổ, còn lạc hậu, rồi rất nhiều những căn bệnh xã hội như quan liêu, cửa quyền tham lam, rồi là ích kỷ, vị kỷ, vân vân những căn bệnh của một đất nước đang còn đầy những thương tích, đầy còn những nghèo nàn thế thì khi đó cuộc sống nghèo khổ về mặt vật chất vật chất thì rất nghèo khổ và có một cái món ăn tinh thần khiến cho người ta mong ngóng người ta cảm thấy hạnh phúc và đón đợi đó là những vở kịch của lưu quang vũ vở kịch của lưu quang vũ lưu quang vũ đã đem đến cho những cái con người thời đó cho những khán giả thời đó những cái vở kịch tiêu biểu chất lượng. Thưa các em, từ những năm 80 cho đến những năm 88 khi ông qua đời, vỏn vẹn có khoảng từ 8 đến 10 năm. Nhưng Lưu Quang Vũ đã để lại cho đời đến hơn 50 tác phẩm kịch có giá trị rất lớn, 50 vở kịch tiêu biểu. Và đến năm 1988, thưa với các em, năm 1988 thì Lưu Quang Vũ qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc cùng với người bạn đời của anh là thi sĩ Xuân Quỳnh. Trái tim của họ đã ngừng đập, trái tim sinh học đã ngừng đập, nhưng thơ Xuân Quỳnh còn sống mãi. Cũng như vậy, kịch của Lưu Quang Vũ còn sống mãi. Lưu Quang Vũ ra đi để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu mến kịch trong lòng những người sáng tác và đặc biệt là đối với những sân khấu kịch vì họ thiếu đi những kịch bản có chất lượng, có chiều sâu. Đấy. Được không ạ? Thì đó chính là những Thì đó là những cái nét chúng ta nói về kịch của Lưu Quang Vũ. Thế thì khi mà nói đến kịch của Lưu Quang Vũ thì các bạn cần phải nhớ hình ảnh của kịch Lưu Quang Vũ đó là hình ảnh của một con dao mổ xẻ những cái căn bệnh của xã hội đương thời đó chính vì những điều này chính vì những cái sự thu hút công chúng này với những vở kịch những kịch bản chất lượng này cho nên lưu quang vũ xứng danh là cây bút vàng trong làng sân khấu kịch đúng không đấy những ý này chúng ta học rồi chỉ là nhắc lại mà thôi được chưa rồi thế thì chúng ta cùng nói về vở kịch hồn chương ba ra hàng thịt vở kịch hồn chương ba giang thịt như thầy có giảng đó là à, rượu cũ nhưng đã đổi sang cái bình mới đúng không rượu cũ nhưng đã đổi sang cái bình mới tại sao lại như vậy Tại sao lại là rượu cũ và bình mới là tại vì thưa các em, rượu cũ là để nói về cái phần nội dung phải không nhỉ nội dung thì ở đây là lưu quang vũ dựa trên cái gọi là cốt truyện dân gian có một ông trương ba bị chết oan đã nhập vào thân xác của anh hàng thịt nhưng bình mới là gì là dưới dạng truyện cổ tích đã chuyển sang hình thức sân khấu kịch thông qua những cuộc đối thoại lưu quang vũ đã thổi vào đó một cái, uh, cái hơi thở mới Lưu Quang Vũ đã hồi vào đó những cái bài học triết lý mới không còn là vở kịch, không còn là một cái câu chuyện hài hước mang tên là Hồn Trương Ba Giàng Thịt, nó trở thành bi kịch, chính kịch Hồn Trương Ba Giàng Thịt. Tác phẩm được viết năm 81 nha, nhưng được công diễn vào năm 84, được Lưu Quang Vũ đem đi công diễn ở nhiều nước trên thế giới và gặt hái được rất nhiều những tiếng vang thì chúng ta đã nói qua về phần tác phẩm. Thế thì cả cái tác phẩm này tổng cộng là nó có 7 cảnh. Các bạn nhớ nhé. Tác phẩm Hồn chương Ba Giang thì tổng cộng nó có 7 cảnh. Thế nhưng chúng ta trong sách giáo khoa đúng không nào? Trong sách giáo khoa thì chúng ta chỉ học có mỗi một cảnh thôi. Đó là cảnh 7. Trong cảnh 7 thì các bạn nhớ là tổng cộng có 3 cuộc đối thoại lớn. Cuộc đối thoại số 1 đó là cuộc đối thoại hồn xác Cuộc đối thoại số 2 là cuộc đối thoại giữa chương 3 và người thân Và cuộc đối thoại số 3 đó là cuộc đối thoại giữa chương 3 và đế thích Thế thì ngày hôm nay à, trọng tâm điểm chúng ta sẽ xử lý đó là cuộc đối thoại nào à, Đó chính là cuộc đối thoại số 3 Cuộc đối thoại để dẫn tới cái quyết định rất là mạnh mẽ của nhân vật chương 3 Đó là tôi muốn được là tôi toàn vẹn Tôi muốn được chết chết hẳn và không còn một sinh vật quái gở mang tên là hồn chương ba ra hàng thịt nữa thì đấy chính là cái đoạn này được chưa? Sau khi chúng ta giới thiệu tác giả tác phẩm thì chúng ta sẽ có phần tóm tắt giới thiệu vị trí đoạn trích và hoàn cảnh đối thoại. Thế thì như thầy vừa mới nói, toàn bộ cái tác phẩm này, toàn bộ cái vở kịch này thì nhân vật chính là ai? Nhân vật chính là một ông chương ba. Cái này tóm tắt thôi tại vì chúng ta đều học rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đi trọng tâm vào cái phần phân tích. Đấy. thế thì có một ông tên là ông trương ba ông này đặc điểm là giỏi chơi cờ đúng không nào ông này là một người làm vườn đúng không nào những cái này chúng ta học rồi và thêm một cái điều nữa đó là một tấm gương đạo đức và mẫu mực theo lý của sách trời thì còn phải sống lâu sống thọ ấy vậy mà chỉ vì cái lỗi tắc trách của nam tào bắt đầu mà ông này hứng chịu không phải một mà thưa các em đến bốn bi kịch đau đớn bi kịch số một đó là bi kịch chết oan bi kịch số hai đó là bi kịch linh hồn bị đặt nhầm chỗ một cái xác phàm tục đã được lắp vào đó một cái hồn thanh cao nó không thể cộng sinh được nó chỉ có thể tiêu trừ và hôm trước chúng ta đã học bi kịch của chương 3 đó là bi kịch tha hóa. Chương 3 dính một cái bi kịch rất đau đớn là bi kịch tha hóa khi ông ta bị tha hóa có nghĩa là ông ta biến đổi dần khác đi một chương ba thanh cao bây giờ thành một chương ba phàm tục một chương ba thanh cảnh bây giờ trở thành một chương ba thô lỗ cục cằn một chương ba yêu thương và thủy chung với vợ như thế nhưng bây giờ suýt chút nữa phản bội vợ về những ham muốn sắc dục những điều trong cuộc đối thoại hồn xác đã chỉ ra rằng chương ba bây giờ đâu còn là ông chương ba của ngày xưa nữa. Đau đớn tuyệt vọng với những cuộc đối thoại với người thân dẫn đến bi kịch số 4 của ông ta. Đó là bi kịch bị cưỡng tuyệt. Những bi kịch này chiếu vào chương 3 khiến chương 3 vô cùng đau khổ. Ông đã có một cái quyết định. Ông đã có một cái quyết định. Đó là gì? Quyết định của chương 3 là thắp nhang. Đấy. Ông chương 3 quyết định thắp nhang để gọi tiên đế thích để quyết định dẫn tới cái quyết định cuối cùng của mình. Do đó, mọi cái xung đột đã được giải quyết qua cái cảnh bày này. Đó gọi là mở nút. Được chưa? Thế thì sau khi quyết định thắp nhang gọi để thích, cuộc đối thoại được bắt đầu. Đây là cuộc đối thoại cuối cùng. Thì chúng ta cùng đi vào phần phân tích trọng tâm. Chúng ta chuyển sang bước số 3. Phân tích cái câu thoại đầu tiên. Thế thì nhiều bạn sẽ hỏi thầy là Thế tại sao lại đi phải đi phân tích câu đối thoại đầu tiên? Thế thì một trong những cái nguyên tắc để các em phân tích đoạn trích các bạn phải nhớ này, đó chính là luôn luôn phân tích câu đối thoại đầu tiên, câu đầu tiên của đoạn trích. Đấy. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì á, làm thế là chúng ta đã làm ra được một thứ gọi là đặc trưng của phân tích đoạn trích. Phân tích đoạn trích hãy phân tích câu mở đầu. Mà ở đây vì nó là kịch cho nên nó sẽ là những câu đối thoại Vậy thì việc chúng ta chính là phân tích cái câu đối thoại đầu tiên. Các bạn đợi thêm một xíu nhé. Nóng quá. Rồi, ok. Rồi, chúng ta trở lại ha. Thế thì trong cái câu đối thoại đầu tiên này thì các bạn sẽ thấy chương Ba nói như sau. Chương 3 nói như sau. Hồn chương 3 sau một lát ông đế thích ạ à? tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa không thể được đế thích sao thế có gì không ổn đâu đúng ạ thế thì trong câu đối thoại này mình sẽ nhìn thấy đầu tiên ở đây bạn sẽ thấy thầy cố tình bôi vàng cái từ không thể không thể đúng ạ sử dụng phép điệp qua cái từ không thể không thể này dường như nó thể hiện được một cái điều đang muốn nhấn mạnh Ông Trương Ba Sau những đau khổ Sau những gian vặn Và bị người thân cự tuyệt Bản thân ông thì thấy vô cùng xấu hổ Trước những suy nghĩ của mình Trước những ham muốn của mình Trước sự dung tục hóa đi càng ngày của mình Mình đây ư Mình mà lại ham muốn trước vợ của kẻ khác ư Mình đây ư Lâng lâng cảm xúc trước món ăn của phường đồ tể mình đây ư ừ, đụng đâu hỏng đấy mình không còn là mình nữa rồi mình đã bị tha hóa đi rồi sự tha hóa của mình nhận về cái hệ quả nhanh chóng cái gái thì nói mình là gì cút đi lão đồ tể người vợ thì bảo mình gì tôi chỉ muốn đi đi biệt cho ông được thoải mái thành thơi với cô vợ mới cô con dâu thì bảo mình là gì thầy ơi con thấy thầy ngày một khác đi con sợ lắm những điều đó khiến cho ông không thể không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt thực nữa, quá đau đớn, quá bị kịch rồi. Thế thì thưa các em, cái từ không thể này trước hết chúng ta có thể phân tích là gì ạ? Từ không thể ở đây, mình sẽ hiểu rằng chương 3 đang thể hiện cho chúng ta hai điều. Thứ nhất đó là quyết tâm. Một quyết tâm rất mạnh mẽ của chương 3 quyết tâm đó là về một quyết định rất dứt khoát, mặc dù quyết định này không phải là dễ dàng. Tôi khẳng định quyết định này rất khó khăn. Tại sao lại nói thế? Các bạn đọc kỹ câu này các bạn sẽ thấy này. Ông đế thích ạ, à, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt. Thưa các em, trong cuộc đối thoại hồn xác, cái xác nó đã nói rất rõ ràng rằng không có hồn à sorry không có xác thì hồn biết chú ngụ vào đâu ông tồn tại là nhờ tôi hay nói cách khác hồn phải có nơi chú ngụ hồn muốn tồn tại là phải mang thân của xác thịt phải trốn phải chú ngụ trong thân của xác thịt vậy thì bây giờ không tiếp tục mang thân anh hàng thịt nữa thì có nghĩa là chương ba đã dám chấp nhận rằng mình có thể phải đối diện với cái gì mình có thể phải đối diện với cái chết đúng không ạ chết ai chẳng sợ chết ai chẳng uh, gọi là gì chết ai mà muốn đối mặt với nó quyết định chết quả là một quyết định khó khăn thực sự là khó khăn ngoại trừ những cái lúc các em chán đời ra nhé ngoại trừ những lúc các em bị bố mẹ la mắng, bị điểm kém, bị người yêu uh, cho cao thêm vài phân đúng không? Thì chúng ta mới nghĩ đến một cái ý nghĩ người ta gọi là tiêu cực và rồ dại đúng không nào? Tiêu cực và rồ dại. Ta chợt nhớ đến cô Mỹ trong tác phẩm vợ chồng A Phủ nhiều lần nghĩ tới cái chết. Chết là một phản ứng khi kiếp sống đang không được như mong muốn đúng không các em chết là một phản ứng trước kiếp sống đang không như mong muốn điểm không như mong muốn bố mẹ không chiều theo ý muốn người yêu không như mình mong muốn đúng không muốn chết và nói thật trải qua những phút giây tiêu cực đó thì chết quả thực là một điều rất đáng sợ nhưng với chương ba ông không phải ở đây là đang ở phút giây tiêu cực mà quyết định liều ông không phải chỉ một phút chán nản mà nghĩ rằng nghĩ bậy. Các bạn phải nhớ rằng Trương Ba đã là một ông lão ngoài 60, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Ông đưa ra quyết định này với quyết tâm này là vì ông đã nghĩ kỹ, nghĩ thông, nghĩ thấu. Được không ạ? Mới đưa ra quyết định này. Bởi vì, bởi vì sao không tiếp tục mang thân anh hàng thì được nữa? Bởi vì sống như thế này thì tệ hại quá. Sống mà đau đớn mà dằn vặt như thế này thì khổ sở quá. Thôi, không mang thân anh hàng thịt nữa. Thả chết, thả chết. Đúng không ạ? Thế thì cái đáp lại cái quyết tâm, cái quyết định xin chết của ông Trương Ba. Ông Đế Thích ngạc nhiên vô cùng. Ông Đế Thích ngạc nhiên vô cùng. Ông Đế Thích mới bảo, sao thế? Có gì không ổn đâu. Có gì không ổn đâu. Tôi thấy rất ổn đấy chứ theo quan niệm của tiên đế thích nha các bạn nha Thì ông thấy mọi thứ đang rất là very ok Đúng không ạ? Rất là perfect hoàn hảo Tại sao ông đế thích lại nói là mọi chuyện đang rất là ổn Tại sao ông lại nghĩ tiêu cực thế? Tại sao ông lại quyết định thế? Đúng không? Bởi vì tiên đế thích nghĩ như thế này Ông ta đã làm một cái phép tiên mà rất là màu nhiệm Đầu tiên là để chương ba hồi sinh, chương ba sống. Nhưng mà chương ba còn lên một cái theo tôi nói vui vui là lên một cái level cao hơn, nâng cấp hơn. Là vì sao? Là bởi vì như thế này nhé. Chương ba bây giờ không còn là một ông lão lòng khảo, một ông lão mà tuổi đời còn ngắn ngủi tính bằng năm tháng ít ỏi nữa, mà ông chương ba bây giờ nâng cấp lên ở trong một thân xác cường tráng, đúng không nào? ông được nâng cấp lên trong một thân xác rất là cường tráng rất là khỏe mạnh và bây giờ thân thì vậy hồn vẫn tinh anh vẫn trong sáng như thế đúng không hồn thì tinh anh mà thân thể thì cường tráng wow quả là một cái sự kết hợp hoàn mỹ perfect ông trương ba đã nâng cấp đã thăng cấp đã lên một level mới nào còn bệnh ho hen nào còn cái chứng đau lưng bây giờ khỏe tóc đen mắt sáng rõ ràng là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo phải không ạ thế thì có gì mà không ổn đâu rất ổn rất ổn đúng không thế nhưng mà đúng là người ta thường bảo ở trong chăn thì mới biết chăn có giận nhìn người ta cuộc sống người ta hoàn hảo perfect vậy nhưng ở bên trong đâu biết được rằng ông Trương Ba đau đớn, dằn vặt, khổ sở đến như thế. Phải không các em? Cho nên qua cái cuộc đối thoại này ta cũng hiểu thêm một điều về cái cuộc sống này, đó là gì? Đừng tưởng nhìn cuộc sống người khác hoàn hảo là một cuộc sống hạnh phúc. Đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá tất cả, đánh giá bên trong. Các bạn nhớ nhá. Đấy, thì đó chính là cái phân tích câu đối thoại đầu tiên thông qua cái câu đối thoại đầu tiên giữa hai nhân vật ta nhận ra có một sự vênh lệch ta nhận ra nhé thông qua cuộc đời này ta có nhận ra một sự vênh lệch vênh lệch cái gì thưa các em vênh lệch về hai quan điểm hai quan niệm sống vênh lệch về hai quan điểm về hai quan niệm sống các bạn nhớ nhé đấy và cũng rút ra được cho mình một điều đó là gì đừng vội vàng phán xét đừng vội vàng phán xét và đánh giá các bạn nhớ nhé đừng vội vàng phán xét đánh giá bởi vì đúng là chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rật chỉ người trong cuộc mới biết người trong kẹt kiểu kiểu như vậy bạn hiểu chưa đấy ông đế thích ông làm một cái phép tiên đúng không ạ? Nhưng mà đúng là gì? Sửa sai lại càng sai. Đó, chúng ta cùng đi đến với ý số 2. Bây giờ là bước 4 nha, bước 3 phân tích câu đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta đến bước 4 này. Phân tích trọng tâm và cái đoạn trích thì thưa các em, đây là đoạn trích rất là dài. Các bạn nên dành thời gian đọc cái đoạn trích này. Đoạn trích bắt đầu từ cái câu như thế này. thầy sẽ hướng dẫn để các bạn xem nhé. Đây, nên đọc cái đoạn trích nhé các bạn rất là nên đọc cái đoạn trích để các bạn hiểu hơn về cái tác phẩm các bạn ạ đôi khi là nghe thầy giảng thì các bạn hiểu rồi nhưng mà nếu mà các bạn đọc kỹ hơn thì nó hay hơn nữa đây bắt đầu của đoạn trích thì nó sẽ đâu nhỉ đây rồi đây đây nhé bắt đầu từ cái đoạn này nhé các bạn nhé đây này ông trương ba này ở đây mày đã thắng thế rồi này quyết định này được chưa đó ông chương ba này để bắt đầu từ cái đoạn này đúng không ông chương ba tôi không thể tiếp tục vân vân đấy từ cái đoạn này kéo đến cái đoạn này vân vân nha thì các bạn nên đọc nó khá là dài thì tôi sẽ dùng một cái phương pháp gọi là phương pháp bổ dọc để tôi có thể là cân hết tất cả các đoạn này luôn đấy thì các bạn nên đọc qua để mà hiểu hơn nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại này bước 4 phân tích trọng tâm vào đoạn trích thì nói lại tóm lại là cuộc đối thoại thì có vẻ dài đấy nhưng thực tế nó xoay quanh một cái cuộc tranh luận một cuộc tranh luận mang tên là những quan niệm sống các bạn ạ đó là cuộc tranh luận về những quan niệm sống nó khác nhau tôi chứng minh nhé đầu tiên ở đây tôi chứng minh rằng là trong cái cuộc tranh luận nói chuyện đối thoại giữa chương ba và đế thích nó chỉ xoay quanh có ba chuyện thôi nó chỉ xoay quanh có ba quan niệm sống thôi. Nhớ được ba quan niệm sống này, chúng ta có thể bổ hết được tất cả các đoạn trích rất dài trong cái đoạn mà thầy vừa mới giới thiệu. Chứng minh nhá. Nào, quan niệm sống thứ nhất, họ tranh luận về sống là chính mình hay sống vay mượn chắp vá, được chưa? Quan niệm sống thứ nhất đó là sống là chính mình hay sống vay mượn chắp vá đây. Thế thì nó được thể hiện qua câu thoại như thế này hồn chương ba tôi không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được tôi muốn được là tôi toàn vẹn và tiếp tục trong câu thoại thứ hai chương ba cũng nói ông từng nói nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn ông có thể làm cho hồn người đó trở về thì đây thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên si đây tôi trả lại cho anh ta ông hãy làm cho hồn anh ta được trở lại sống lại với thân xác này tầm thường nhưng đúng là của anh ta sẽ sống hòa thuận được với thân anh ta chúng sinh ra là để sống với nhau Đấy. còn quan niệm của đế thích thì là ông cứ ngỡ mọi người đều là mình toàn vẹn ư Đấy. thế thì trước hết chúng ta sẽ đến với quan niệm của chương ba quan niệm của chương ba có nghĩa sống là chính mình hay tôi muốn được là tôi toàn vẹn đây chính là quan niệm sống của chương ba tôi muốn được là tôi toàn vẹn nghĩa là như thế nào tôi muốn được là tôi toàn vẹn nghĩa là bên trong bên ngoài phải được đồng nhất được chưa tôi muốn được là tôi toàn vẹn nghĩa là bên trong bên ngoài phải đồng nhất với nhau đấy nghĩa là hồn và xác là phải đồng nhất hồn và xác là phải ăn nhập, là phải hòa hợp, đấy là phải hòa hợp. Đó. tức là bên trong, bên ngoài là phải đồng nhất. như vậy là gì? đó là được sống là chính mình, được sống là chính mình, được sống với con người thật của mình. đó gọi là lối sống ngay thẳng, sống ngay thẳng. được chưa? đây là quan niệm sống của chương 3 Hồn và xác là phải hòa hợp Không thể một đằng Bên trong một đằng Bên ngoài một nẻo được Phải bên ngoài, bên trong đồng nhất Là ngay thẳng à, Sống chính mình, sống ngay thẳng Thế thì Đáp lại cái quan niệm sống này của chương 3 Ông tiên đế thích ông bảo cái lối sống vay mượn, lối sống chắp vá, cái lối sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo á, là lối sống phổ biến ông ơi là trên trời là dưới đất á ai cũng sống vậy à ai cũng bên trong bên ngoài bất nhất à, chứng minh nhá thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn ư ừ, ngay cả tôi đây bên ngoài tôi có được đâu được sống theo điều tôi nghĩ bên trong ngay cả ngọc hoàng nữa chính người cũng lắm lúc phải khuôn ép mình cho xứng danh với danh vị ngọc hoàng dưới đất trên trời đều thế cả nữa là ông ý của chương 3 à sorry ý của đế thích muốn nói là gì ý của đế thích là thực tế thì cái lối sống như kiểu sống của chương 3 đang sống là bên trong một đằng đúng không bên ngoài một nẻo nghĩa là lối sống bất nhất chứ không phải đồng nhất đúng không là một lối sống phổ biến là một lối sống phổ biến và ông ta lấy ví dụ rất rõ ràng tôi đây chính là tiên đế thích đây to hơn cả tôi cao nhất trong cả cõi giới đây là ai là ngọc hoàng cũng phải sống lối sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo bất nhất thưa ông là trên trời dưới đất đều phổ biến cái lối sống này sao ông lại làm gì mà căng thẳng thế nghĩa là ông đế thích lấy tâm lý số đông để thuyết phục chương ba nghe mình đừng quyết định dại dột à vậy cái lối sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo cái lối sống bất nhất đó là lối sống gì là lối sống giả tạo là một lối sống giả tạo phải không là một lối sống giả tạo thế thì rõ ràng trong hai quan niệm sống ngay thẳng và sống giả tạo đã khiến cho hai người phải tranh luận và bị vênh lệch nhau về mặt quan niệm sống đúng không ạ vênh lệch nhau về mặt quan niệm sống thế thì cái lối sống ngay thẳng của chương ba ý ông chương ba muốn nói cái gì ý ông chương ba muốn nói là gì đó là gì bên trong bên ngoài là phải đồng nhất với nhau anh hàng thịt có thể anh có một thân xác rất là phàm tục nhưng tâm hồn anh ta dung tục cho nên là gì anh ta sẽ sống hòa thuận được với cái thân anh ta chúng sinh ra là để sống với nhau sống như vậy thì mới có ý nghĩa còn nếu sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo thì lối sống đó là lối sống giả tạo tôi không chấp nhận được cái lối sống giả tạo đó nhé tôi không chấp nhận được cái lối sống giả tạo đó tôi muốn sống như thế nào sống ngay thẳng đó là gì tôi nghĩ gì thì tôi nói ấy tôi muốn gì thì tôi thể hiện ra điều đấy tôi cho là phải thì tôi cho là phải còn đằng này tôi có những điều tôi nghĩ mà lại trái với những điều tôi làm tôi có những điều tôi muốn mà những điều tôi làm lại trái với những điều tôi muốn đó là lối sống bất nhất đó và sống như vậy tôi cảm thấy thật là khó chịu tất nhiên cái lối sống ngay thẳng thì cần phải có một cái trí tuệ và một cái tâm sáng nha chứ không phải là thích cái gì thì nói cái đấy thích cái gì thì làm cái ấy không phải nha mà cần phải có một cái tâm sáng cần có một trí tuệ tinh anh mà ông trương ba đã từng có trước đây để không phải vi phạm vào những quy định đạo đức thì đó mà là lối sống mà ông trương ba thấy là đáng sống còn bây giờ sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo thì rõ ràng đó là một lối sống ông không thích đó là một lối sống ông không muốn, đó là một lối sống giả tạo, một lối sống vay mượn và chấp vá, đấy. Và việc ông đế thích ông dùng tâm tâm lý của đám đông để thuyết phục ngay cả ngọc hoàng, lôi cả ngọc hoàng ra để thuyết phục thì đó cũng là cái lý lẽ của riêng ông đế thích. Thế thì thưa với các bạn, trong cuộc tranh luận về quan niệm sống, thật ra nếu nói chính xác ra các bạn nhé chẳng ai đúng chẳng ai sai cả đâu nếu mà nói thẳng thắn ra chẳng ai đúng chẳng ai sai ví dụ nói một cách rất là đơn giản là thầy đi đúng không trong cái cuộc tranh luận này thế thì bây giờ thầy ở cái tuổi này cũng biết đọc sách cũng biết xem xét cũng biết suy xét trước những cái chuyện xảy ra có những điều thầy thấy sai nhưng đôi khi vì vị thế xã hội vì vị trí công việc mà thầy không dám nói đúng không ạ đôi khi nghĩ một đằng nhưng mà phải nói một nẻo muốn thích kiểu này nhưng phải thể hiện ra kiểu kia cũng bất nhất mà bởi vì cái áo giáo viên nó khoác lên thầy khiến cho thầy đôi khi không được thể hiện những điều mình thích không nói ra được những điều mình muốn đó rõ ràng bên trong một đằng bên ngoài một nẻo bởi vì những chuẩn quy của xã hội nó áp lên người mình nó áp lên vị trí của mình khiến cho mình không dám sống ngay thẳng không dám nói lời thành thật các bạn có đồng ý với thầy điều đấy không bạn hiểu không ạ cho nên rằng cuộc tranh luận về quan niệm sống sống ngay thẳng hay sống giả tạo đây sống ngay thẳng là dám thành thật với chính bản ngã của mình bạn hiểu nhá là dám thành thật với chính bản ngã của mình còn sống giả tạo là chúng ta bị lệ thuộc vào những quy chuẩn của xã hội và vị trí mình đang mang và vị trí mình đang có làm khác đi mất đi vị trí đó bị xã hội quy kết ngay đó cho nên đôi khi lối sống này có thể phù hợp trong lúc này nhưng lại không phù hợp trong lúc khác nhưng với một người thẳng thắn như chương ba một người tâm sáng trí tuệ tinh anh như chương 3, sống không muốn có lỗi với ai, như chương 3 thì ông đã chọn cái lối sống ngay thẳng bởi vì sống giả tạo ông cho rằng là lối sống thiếu đạo đức. Được chưa ạ? Lối sống thiếu đạo đức. Đấy, thì đó chính là cái quan niệm tranh luận sống đầu tiên, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái cuộc tranh luận quan niệm sống số 2, đó là sống có ý nghĩa hay sống chỉ là tồn tại thôi. Thế thì ông trương ba và ông Đế Thích đã tranh cãi nhau về cái quan niệm sống này, sống có ý nghĩa hay sống là tồn tại. Ông Đế Thích quan niệm rằng sống được sống là hạnh phúc và phải sống, sống bằng bất cứ giá nào. Tiên Đế Thích đã nói với Trương Ba. "Không, ông phải sống chứ, phải sống dù là bất cứ giá nào." Nhưng hồn Trương Ba thì khẳng định không thể sống với bất cứ giá nào được ông đấy thích ạ à. có những cái giá đắt quá không thể trả được như vậy một đằng cho rằng được sống là điều quan trọng nhất được sống là điều quan trọng nhất còn một bên thì quan niệm sống như thế nào mới là hạnh phúc đó được sống là hạnh phúc và sống như thế nào mới là hạnh phúc cho nên có một câu nói rất ý nghĩa không phải chúng ta sống bao lâu mà quan trọng là chúng ta sống bao sâu Đấy, có một câu nói rất hay như thế này không phải điều quan trọng các bạn nhé điều quan trọng điều quan trọng không phải là sống bao lâu mà điều quan trọng là sống bao bao sâu. Đấy. Có một câu nói rất hay như vậy, tức là gì? Không phải sống mà là điều quan trọng, mà sống như thế nào mới là điều quan trọng. Thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn, kỹ hơn về cái cuộc tranh luận về hai quan niệm sống là phải được sống có ý nghĩa hay sống tồn tại thôi. Thế thì với quan niệm của ông Đế Thích thì ông bảo như thế này các bạn này. Vì quan niệm của ông sống tồn tại được sống mới là điều quan trọng nhất. Cho nên, ông đã nghĩ đến cái việc nếu như ông Trương Ba, ông không ưng tồn tại núp trong cái xác thịt của anh hàng thịt, thì ông có thể chuyển ngay sang nhập vào xác cụ tị. Ông Đế Thích nảy sinh ra ý kiến là nhập hồn ông Trương Ba vào xác của cụ tị. Nó thiện rất rõ cái triết lý sống của Đế Thích đó là phải sống dù là bất cứ giá nào. Đấy. Bởi vì được sống nó hạnh phúc lắm nghe. Nói như đế thích đâu có sai. Tôi nói thật đấy, đế thích không sai. Trong nhiều trường hợp, được sống là điều rất là quan trọng. Bạn cứ thử đến bệnh viện ca một lần mà xem. Bạn thử nói chuyện với những người mà cuộc đời chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng xem. Người ta có quý trọng với cuộc sống không? Họ mong muốn được sống không? Bây giờ nhắc bình thường đúng không nào? cái lá đu đủ ấy nó đắng cỡ ấy mình cắn một miếng thôi là bảo tao thế tao chết nhá tao không bao giờ tao đụng vào cái lá đu đủ nữa nhá thưa các em nói phét hết lúc bị ung thư vào rồi người ta khuyên là gì ăn cái lá đu đủ để mà trị ung thư ấy đắng chứ có đắng nữa thì cũng ăn hết bởi vì thưa các em sống là điều rất là quan trọng được sống phải sống bằng dù bất cứ giá nào đặt trong những trường hợp của những người bệnh như thế mình mới hiểu và mình mới à mới hiểu được cái ý nghĩa mà lời chương ở uh, lời đế thích nói bởi vì ông đế thích ông bảo như thế này ông bảo với chương ba như này này bây giờ mà ông quyết định mà chết ạ thì làm sao ông sẽ không được tham dự vào bất cứ nỗi vui buồn gì nữa ngay cả sự ân hận về quyết định này ông cũng không có được nữa bởi vì ông đã quyết định chết rồi thì ông có muốn ân hận về quyết định này ông cũng không được nữa ông không còn được ngắm nhìn trời đất nữa ông không còn được tưới tắm cây vườn không còn được ở bên người thân nữa không còn được tham dự bất cứ nỗi vui buồn nào nữa được sống đi ông ạ cố gắng đi vượt qua điều đó đi được sống mới là điều quan trọng phải sống và sống bằng bất cứ giá nào tồn tại dù là bất cứ giá nào đi chăng nữa đúng không tồn tại dù là bất cứ giá nào dù là bất cứ cái giá nào đấy xét trong một số trường hợp nó đúng chứ đúng không nhưng nếu như tồn tại theo cái kiểu là bất chấp thì thì nó lại là câu chuyện khác đúng không ạ tồn tại bất chấp câu chuyện khác bởi vì ở đây chương 3 đã có một cái quan niệm khác chương 3 bảo như thế này không, không ạ không thể sống không thể tồn tại bằng bất cứ mọi giá được nếu như mà bây giờ phải trả những cái giá mà đắt quá thì mình không thể trả được không ạ. Bởi vì sao? Bởi vì á quan niệm của chương 3 đó là không phải sống bao lâu mà là sống bao sâu. Không phải tồn tại mà là phải sống. Sống phải có ý nghĩa thì mới nên sống. Còn nếu cuộc sống đó không có ý nghĩa không thể sống được. Bởi vì sao? chương ba quan niệm như thế này mấy đứa này chương ba quan niệm như thế này này thứ nhất cuộc sống mà phải sống nhờ vào đồ đạc vào của cải người khác đã là chuyện không nên đằng này lại còn sống và nhờ vào anh hàng thịt ý của chương ba muốn nói là gì việc sống nhờ việc sống nhờ vào của cải đúng không việc sống nhờ vào của cải và tiền bạc của kẻ khác đúng không? Và tiền bạc của người khác, đó là đã chuyện đáng khinh rồi. Đấy, đó là chuyện đáng khinh rồi. Bây giờ lớn chừng ấy rồi nhá. Được không nào? Bây giờ ý nói câu chuyện này nói vui vui như thế này. Các bạn sắp thi đại học rồi đúng không? Sau đó các bạn học 4 năm đại học đúng không? Rồi các bạn ra trường đủ sức khỏe đủ chi thức thì phải lao vào đời mà kiếm sống chứ không lẽ cứ sống nhờ vào nhà của bố mẹ sống nhờ vào cái ngân hàng mẹ tao banh à đúng không hay bố tao banh à hay là gia đình banh ông bà banh à đúng không đủ sức khỏe đủ chi thức thì lao vào đời kiếm sống đi chứ còn sống nhờ vào của cải tiền bạc của người khác đó có thể là bố mẹ mình đi chăng nữa thì cũng là điều đáng khinh rồi sống như thế là sống nhờ sống gửi là đã điều đáng khinh rồi nhưng ở đây lại còn sống theo kiếp sống ký sinh sống ký sinh vào thân xác của kẻ khác thì đó là điều không chấp nhận được sống như thế đau đớn sống như thế không được là chính mình đúng không bây giờ các bạn sống dựa vào tiền bạc của cải của bố mẹ thì bố mẹ nói gì quyết gì mình phải nghe sống đôi khi mình thích mà không được là chính mình đau khổ phụ thuộc dựa dẫm đúng không là một người có bản lĩnh một người có cái tự ái mình không thể chấp nhận một cái cuộc sống mà bị chê bai phải dựa dẫm như vậy được các em ạ không thể chấp nhận được Sống như vậy là một cuộc sống rất là đớn hèn Sống như vậy là sống một cuộc sống rất là vô nghĩa Đúng không? Không làm được điều mình thích Không được nói cái tiếng nói của mình Không có quyền quyết định gì cả Bạn thấy cuộc sống đó có tệ bạc không? Người đời thì rẻ biểu mình Mình có chán không? Không có một chút giá trị nào Mình có thấy nản không? Đúng không ạ? Sống như vậy Tồn tại Ừ đúng là tồn tại đấy nhưng tồn tại như vậy chán lắm Chán lắm Khỏe mạnh rồi, đủ trí thức rồi Phải lao vào đời mà kiếm sống đi chứ Đúng chứ Đằng này ngửa tay xin tiền Buồn lắm Đúng không? Buồn lắm Nhá Thời đại mới là công dân thời đại mới là phải khác đi Được nha Thì đấy Chương 3 không chấp nhận một kiếp sống như thế Bạn nhá Rồi tiếp tục chương 3 lại đưa ra thêm một cái điều nữa Để chứng minh rằng Sống là phải có ý nghĩa cái, cái điều này khi mà đọc cái đoạn này tôi cảm thấy rất là tâm đắc thì tôi tâm đắc vì như sau các bạn nhìn này khi mà tiên đế thích ạ các bạn nhá tiên đế thích bảo là hay là ông nhập vào xác cô tị đi nếu ông nhập vào xác cô tị á thì một điều tuyệt vời sẽ xảy ra đó là gì ông trương ba sẽ có cả một cuộc đời phía trước bởi vì cô tị là một đứa trẻ nó sẽ sống thêm 60, 70, 80 năm nữa Ông Trương Ba đã 60 rồi Đủ trải nghiệm ở đời rồi Ông tiếp tục trải nghiệm thêm một đời sống nữa Ông có một tương lai phía trước Trời ơi, có phải là điều rất tuyệt vời không? Có phải ông đã đạt gần đến cảnh giới của trường sinh bất lão hay không? Là trường sinh bất tử hay không? Điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn là được sống mãi được trẻ mãi, được hưởng hết các lạc thú ở đời nhiều nhiều năm nữa. Bây giờ chúng ta uống collagen, chúng ta tập thể dục, chúng ta tránh xa những cái chất kích thích để chúng ta được trẻ hóa ra. Bởi vì chúng ta ai cũng mong muốn trẻ lâu sống thọ. Bây giờ chương ba gấp đôi cuộc đời, đắp bù cuộc đời lên. Quá thích ông có cả một tương lai với trước Quả là một cuộc đổi trang thật là ý nghĩa. Các bạn biết Hitler không? Hitler cũng mong muốn là được trường sinh bất tử cho nên có một cái hành trình rất thú vị là cuộc hành trình đi tìm chén thánh của Hitler một cái kẻ như vậy hay bất cứ con người nào chúng ta đều cũng muốn trẻ lâu sống thọ đúng không chương ba đã có được cái món quà rất lớn đó từ tiên đế thích nhưng chương ba đã kiên quyết từ chối vì ông không chọn sống là tồn tại Ông chọn sống là phải có ý nghĩa cơ. Đoạn này cực kỳ hay các em ạ. Đoạn này cực kỳ hay vì chương 3 nói như thế này. Bây giờ tôi cứ tồn tại mãi đúng không? Thì tôi sống như vậy. Chả có ý nghĩa gì cả. Vì sao? Bà nhà tôi, tức là người tôi yêu thương nhất, bạn bè cùng lứa với tôi, họ sẽ lần lượt nằm xuống, mình tôi vẫn phải sống suốt bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc tôi lạc lõng này giữa đám người hậu sinh. Chúng thích những gì tôi ghét. Mà tôi thích thì chúng lại chẳng ưa Tôi sẽ như một ông khách ngồi dai ở giữa người người ta Mọi khách khứa đã về cả Mình vẫn dầm rề nắn lại Tôi sẽ bơ vơ lạc lõng hoặc trở nên thảm hại đáng ghét như kẻ tham lam Một kẻ lý ra phải chết từ lâu mà vẫn cứ sống cứ trẻ cứ khỏe cứ ngang nhiên Hưởng thụ mọi lộc trời Vô lý lắm Như vậy là gì ông trương ba đã từ chối một món quà mà ai cũng mong muốn là sống trẻ và trường thọ bởi vì sống như vậy thì đó là sống dai sống như vậy là sống trái với cái quy luật của tự nhiên trái với quy luật của tự nhiên rằng lúc già thì cần phải chết sống như vậy thì cô đơn lắm vì sao vì những người thân yêu đã ra đi hết người bạn đời, người bạn tâm giao là bác trưởng hoạt ra đi hết. Cô đơn lạc lõng cái dòng đời. Không chỉ cô đơn, còn lạc lõng. Lạc lõng bởi vì mình có những cái sở thích mà giới trẻ nó không thích. Mình thích cái thứ nó không thích, nó thích cái thứ mình không thích. Quả thực chọn sống như thế, chọn tồn tại như thế thì thật là đáng sợ. Hóa ra bất tử không phải là món quà. Thưa các em, bất tử với chương 3 đó là một hình phạt. Sống như vậy đó là hình phạt chứ chẳng phải món quà. Hiểu không? Sống là phải có ý nghĩa. Sống là phải có ích. Sống là phải được bên cạnh những người thương yêu. Thế mới là sống. Cho nên không phải sống bao lâu mà là sống bao sâu. Sống mà hạnh phúc với từng ngày còn hơn là chẳng trăm năm mà cô đơn lạc lõng là hình phạt chứ chẳng phải món quà cho nên ở triết lý này ta nhận ra chương ba chọn sống ý nghĩa dù là ngắn ngủi còn hơn là tồn tại mà bất hạnh đó là cuộc tranh luận về quan niệm sống các bạn nhé đó là cuộc tranh luận về quan niệm sống rồi ok <laughs> và khi mà chương ba các bạn thân mến khi mà chương 3 đưa ra quyết định là sống có ý nghĩa nha Thì đời sống có thể ngắn Thưa các em, đời sống có thể ngắn Nhưng đổi lại của đời sống ngắn đó Là cái điều này Tôi đã trích dẫn cái điều này ra để các em đọc Lạ thật Từ lúc tôi có đủ can đảm để đi đến quyết định này Tôi bỗng cảm thấy mình lại là chương ba thật Tâm hồn tôi lại trở lại thanh thản Trong sáng như xưa Vâng em ạ. Đổi lại một cái quyết định thật là nghiệt ngã. Để chọn cái cách sống là sống ý nghĩa, sống sâu thì mình cảm thấy một cái điều đó là gì? Thanh thản và trong sáng. Đấy, cho nên trong cuộc sống ấy đôi khi có những điều mà mình tưởng là hạnh phúc đấy nhưng hóa ra chả phải hạnh phúc, hóa ra. Cho nên là thầy nhớ có một cái câu thoại rất hay của một nhà sư. Hạnh phúc không không phải là đích đến. Hạnh phúc là con đường. Hạnh phúc không phải là đích đến nha. Hạnh phúc là con đường, ý muốn nói là gì? Trên cái quá trình mình đi, mỗi ngày mình sống hạnh phúc thì đó là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là con đường không phải là đích đến Không phải mình cố gắng làm sao Mình làm lũng vất vả Để có một ngày mình được hưởng thụ cho sung sướng Không phải Mỗi một ngày chúng ta hưởng thụ một chút Mỗi một ngày chúng ta chăm chỉ một chút Sống đạo đức một chút Yêu thương một chút Thì hạnh phúc nó luôn ở bên ta rồi Ta đã có hạnh phúc rồi Chứ chẳng phải đi tới hạnh phúc nữa Đấy. Cho nên là gì Khi chương 3 chọn lối sống ý nghĩa Có thể quyết định khiến cho ông ta chết đi Nghiệt ngã lắm nhưng đổi lại cho ông ta Đó là gì? Cái khoảng thời gian ông ta sống Ông ta thấy thanh thản trong sáng Đó là điều ông ta đổi lại Khi chọn cái lối sống ý nghĩa này Được không ạ? cái gì cũng có kết quả của nó đúng không em? Bây giờ chúng ta sẽ đến với quan niệm cuối cùng Trong cuộc tranh luận của hai con người À sorry Người Trần và Tiên Đế Tiên Đế thích đúng không? Đấy. Cuộc tranh luận số 3 của họ Đó là sống vì mình hay là sống vì người khác? Sống vì mình hay là sống vì người khác các bạn nha? Thế thì tiên đế thích chọn lối sống là phải vì mình. Chương 3, chọn lối sống vì người khác. Cùng chứng minh nhé. Đế thích nói này. Tôi không phải là kẻ khốn kiếp. Tôi quý mến ông. Tôi sẽ chẳng bao giờ được đánh cờ với ông nữa ư. Nhờ ông đánh cờ với tôi người trên trời dưới đất mới biết tôi cao cờ như thế nào ngoài ông ra không ai dám đọ cờ với tôi ông chính là lẽ tồn tại của tôi à hóa ra thưa các em thưa các em hóa ra lâu nay việc tiên đế thích cứu sống chương ba không chỉ đến từ cái việc à tôi quý mến ông đâu mà bởi vì có ông tôi mới biết mọi người mới biết tôi cao cờ như thế nào à hóa ra việc cứu sống chương ba là bởi vì tiên đế thích chứ chẳng phải vì mục đích chính là vì quý mến chương ba yêu chương ba muốn là sửa sai cho các tiên kia mà cứu chương ba mục đích chính cuối cùng sâu thẳm và quan trọng nhất đến từ lối sống vì mình cứu chương ba bởi vì chỉ có khi chương ba sống tiên đế thích mới thể hiện được cái tài cao cờ của mình mà thôi mới có một người bạn cờ dám chơi với mình để mình được hưởng những cái thú vui đánh cờ mà thôi. À, hóa ra là sống vì mình đấy thôi. Sống vì mình, đó là lối sống ích kỷ các bạn nhé. Chọn lối sống ích kỷ vì mình. Chính vì vậy mà ông Đế Thích mới khuyên chương ba theo quan niệm sống vì mình của mình là gì? Ông nhập vào xác cu tị đi, ông sẽ có cả một cuộc đời kế trước kệ xác vợ của ông kệ xác chị lụa mẹ của cú tị kệ xác cái gái bạn của cú tị chỉ cần ông được sống thế là ok very ok đúng không các em đấy đó là lối sống ích kỷ và thưa các em có bao nhiêu người các bạn đang nghe cái bài giảng này các bạn cũng chọn lối sống đó các bạn chọn cái quyết định theo sở thích của mình mà các bạn chẳng nghĩ cho bố mẹ chẳng nghĩ cho người thân các bạn chỉ thích là các bạn làm thôi không các em ạ, à, mình lớn rồi, làm còn phải để ý đến người khác nữa. Bởi vì khi mà mình càng lớn nhá, mình càng có nhiều các mối quan hệ thì mỗi một quyết định của mình nó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Do đó người ta bảo đó là gì? Nghĩ kỹ trước khi làm, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Bởi vì mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi một quyết định nó đều có thể ảnh hưởng tới người khác. Bạn sẽ chọn lối sống là gì? Tao hạnh phúc là được hay tao còn nghĩ cho người khác, sống mà vì mình thì sướng, nhưng người ở với cái người sống vì mình thì chẳng sướng một tí nào. Khi nào lập gia đình, các bạn sẽ hiểu, nha. Khi nào lập gia đình, các bạn sẽ hiểu. Được chưa? Đó là quan niệm sống của Đế Thích. Thế quan niệm sống của chương Ba như thế nào? Ông Trương Ba mới nói, sống thì sướng rồi ông tưởng tôi không ham sống sao nhưng mà không phải nhưng mà không phải chỉ một mình tôi khổ những người thân của tôi còn phải khổ vì tôi à chương ba chọn lối sống vì người khác bởi vì cái kiếp sống ông đang sống như thế này ông cứ sống như thế này ông rồi tha hóa như thế này thì ông khiến bao nhiêu người khổ ông khiến bao nhiêu người khổ cái người vợ thì cứ nhớ thương mãi thế ông Trương Ba nằm dưới ba tấc đất kia. Cô con dâu thì cứ thương nhớ mãi cái ngày mà cha còn hiền lành như thuở trước. Cái gái thì nó không để chấp nhận một ông Trương Ba đục đâu học đấy như thế. Đúng không ạ? Rồi đến khi mà ông như thế này, ông làm sao ông khuyên được thằng con mình đi vào con đường ngay thẳng khi chính ông cũng làm cái gì đó chẳng ngay thẳng rồi hồn một đằng sắc một nẻo sao khuyên con được lối sống chính trực ngay thẳng phải là bên trong bên ngoài đồng nhất thì mới khuyên được con ông là tấm gương bẩn thì làm sao ông cho con ông soi vào được đúng không cho nên chương 3 phải đi đến quyết định thôi chương 3 phải đi đến quyết định thôi quyết định là gì quyết định là phải chết thôi bởi vì sao bởi vì á thưa các em á Tôi nói cái điều này là nói thêm thôi nhé. Ông chết để đưa ra lời khuyên cuối cho thằng con. Rằng là bố đã sai thì bố phải sửa sai. Bố sửa sai bằng trả giá cái chết thì con cũng phải sửa sai, không thì con cũng chết mất. Con đi đường lầm là con không quay lại được nữa. Ông dùng cái chết để đây là lời bài học cuối của người cha dành cho con. Ông chọn chết để giữ được cái lòng yêu thương và sự kính trọng của đứa cháu gái. Nhưng thưa các em, cái điều quan trọng nhất để ông chọn chết đó, đó là vì người vợ của mình cơ. Tại sao lại chọn chết vì người vợ của mình? Thưa các em, bà vợ ông Trương Ba đã đau đớn vô cùng ngày ông Trương Ba chết. Nhưng bà ta còn đau đớn gấp trăm gấp nghìn lần khi nhìn thấy ông Trương Ba thay lòng đổi dạ với một người phụ nữ nha với một người vợ nhá Việc chồng mình chết bất hạnh một Thì việc chồng mình thay lòng đổi dạ bất hạnh 10, 100, một nghìn, 1 tỷ lần Đúng không? Bởi vì khi người chồng mình chết Vẫn còn đó một người chồng trung thủy Nhưng người chồng sống Mà người chồng đã thay lòng đổi dạ với mình Thì đó là điều bất hạnh và đau đớn chương ba chọn cái chết để giữ được là tôi toàn vẹn để giữ được là một cái người chồng thủy chung chung thủy thì đó mới là cái quyết định quan trọng ông là chết là vì người khác đó là cái triết lý sống vì người khác của ông là triết lý sống vị tha hiểu không ạ đó là triết lý sống vị tha của chương ba rất đối lập nhau và thưa các em thưa các em chọn lối sống vì người khác chọn sống bao sâu sống ý nghĩa chọn một lối sống phải thẳng thực đúng đắn cho nên những điều đó đã khiến chương 3 vượt qua được nỗi sợ chết vượt qua được cái gọng hái của tử thần và đưa đến quyết định thật là thẳng thắn và dứt khoát chúng ta cùng đi đến với bước 4 đó là gì cái quyết định của chương 3 và đoạn kết quyết định của chương 3 và đoạn kết sau những cái quan niệm sống đã rõ ràng, tiếp thêm cho chương ba thêm động lực để ông đưa đến quyết định. Hồn chương ba nói, ông hãy trả lời đi, ông có giúp tôi không? Nếu ông từ chối, tôi tôi đã nhất quyết ông phải giúp tôi trả thân sắc này cho nhằng thịt và thế là không còn quái vật quái gở nào mang tên hồn chương ba ra hàng thịt nữa. Đây quả thực là một quyết định đầy dũng cảm. Và quyết định này chúng ta sẽ cùng nói tới trong cái phần triết lý sau cùng. Một quyết định dũng cảm và chính cái quan niệm sống, ý nghĩa, đúng đắn, sống thẳng thật, sống vị tha đã tiếp thêm sức mạnh để ông đi đến cái quyết định có thể nói là bi kịch này. Bi kịch này. Đúng không? Và cái đoạn kết của tác phẩm khi chúng ta đọc cái đoạn kết này Tôi cảm thấy rất là xúc động khi đọc cái đoạn kết này các em ạ. Các bạn thấy là đây là một khúc vĩ thanh rất hay nhé. Thế thì sau khi mà quyết định là chết, thì ông Trương Ba chỉ còn là một cái linh hồn mờ nhạt trước khi sắp tan biến vào cõi hư vô. Thì bà vợ Trương Ba mới bước ra, mới bảo như thế này. Ông ở đâu? Ông ở đâu? Giữa màu xanh cây vườn, Trương Ba chập chờn xuất hiện. Trương Ba, tôi đây bà ạ. Tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây Ngay trên bậc cửa nhà ta Trong ánh lửa bà nấu cơm Cầu ao bà vo gạo Trong cái cơi bà đựng trầu Con dao bà dãy cỏ Không phải mượn thân ai cả Tôi vẫn ở đây Trong vườn cây nhà ta Trong những điều tốt lành của cuộc đời Ok sorry các bạn Thế thì ở cái đoạn này ấy, chúng ta thấy là khi mà nói đến cái đoạn này tức là gì chương 3 đã có một cái lựa chọn cái lựa chọn này của chương 3 đó là gì mình có thể bị tan biến nhưng cuối cùng thì linh hồn đã tìm được một nơi trú ngụ mới các bạn nhé linh hồn đã tìm được một nơi trú ngụ mới đó là gì ạ đó là phục sinh là tồn tại mãi trong trái tim trí nhớ của những người yêu thương mình người ta chỉ thực sự chết đi khi làm sao người ta chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ thương mình nữa chương ba có thể chọn cái chết nhưng mà chương ba trở thành bất tử hồn của chương ba đã xuất hiện trong khu vườn nhá hồn của chương ba đã xuất hiện trong khu vườn ok không trong khu vườn đó là quá khứ mà chương ba đã tạo dựng đúng không hồn chương ba có mặt ở hiện tại trong ở uh, bậc cửa trong ánh lửa trong cầu ao trong cái cơi bà đựng trầu tức là trong trí nhớ của người vợ và chương ba còn xuất hiện trong một cái đoạn cuối cùng đó là gì ạ cái gái với cu tị cái gái bẻ một cái quả na ra chia cho cu tị và làm sao cái gái lấy những hạt na vùi xuống đất. Sau đó, sau đó thì nó bảo ông nội tôi bảo rằng cho nó mọc thành cây, những cái cây sẽ nối nhau mà lớn khôn mãi mãi, đó chính là tương lai. Chương 3. Có mặt trong những gì ông đã gây dựng của quá khứ, trong trí nhớ của mọi người hiện tại và lớn mãi ở tương lai những điều tốt lành ông đã để lại cho con cháu chương ba đã thực sự là bất tử cái kết đó là một cái kết tuy bi kịch nhưng là đẹp đẽ đó mới chính là cái kết có hậu nếu như chuyện cổ tích kết có hậu là chương ba sống lại đó là kết có hậu thì trong vở kịch hồn chương ba ra hàng thịt của lưu quang vũ chương ba chết đó là bi kịch nhưng là kết thúc có hậu vì chương ba sẽ bất tử mãi trong những điều đẹp đẽ ông đã để lại cho đời thì đó mới là cái kết ấn tượng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay đó là triết lý nhân sinh rút ra được không? Thế thì triết lý nhân sinh rút ra đây là gì? Có ba điều chúng ta cần phải nhớ một là quan niệm sống, Đấy. hai là triết lý về sự cân bằng và ba là triết lý về hành trình hoàn thành nhân cách hoàn thiện nhân cách thì triết lý đầu tiên mà chúng ta rút ra được đó là gì ạ triết lý ở đây đó là lối sống ngay thẳng sống ngay thẳng dám đối diện với cái bản ngã của mình nói những điều mình muốn nói thích những điều mình thích làm những điều mình mong muốn làm tất nhiên phải bằng một cái tâm sáng và một trí tuệ tốt trí tuệ tình anh À, chứ không phải là làm theo kiểu bản năng đâu nhé đấy, sống ngay thẳng thứ hai đó là gì ạ sống phải có ý nghĩa sống thì phải có ý nghĩa chứ không thể cố gắng tồn tại bằng mọi cách đúng không ạ lối sống như thế là lối sống đấy thực dụng đúng không ạ và cuối cùng là gì sống phải vị tha đó chính là những triết lý những quan niệm sâu sắc mà ta thấy được qua cái phần đối thoại giữa chương 3 và đế thích. Cái số 2 đó là triết lý về sự cân bằng. Cái này chúng ta đã học qua cuộc đối thoại giữa hồn chương 3 và xác hàng thịt đúng không? Thế thì ở đây cái sự cân bằng đó là gì? Cuộc sống con người là sự hòa hợp giữa vật chất và tinh thần. Không nên chạy theo vật chất để rồi biến thành kẻ thực dụng nô lệ của đồng tiền. Đúng không? không nên mải mê chạy theo vật chất. Không nên mải mê chạy theo vật chất để rồi biến thành kẻ thực dụng tham lam. Đúng không? Bị quỵ lụy bởi đồng tiền. Rồi là vị trí, rồi là quyền lực, rồi tha hóa đi nhưng mà cũng không nên chỉ chăm chút cái tâm hồn không nên chỉ có lo chăm chút phần tâm hồn chăm chút tâm hồn chỉ chứ sorry chỉ chăm chút tâm hồn mà bỏ bê rồi là đời sống thì vật chất thì khổ sở và nhếch nhác đụng đến một cái thì dễ nảy lên người ta gọi những kẻ như vậy thật là lắm sĩ diện Cuộc sống này là phải cân bằng được giữa vật chất và tinh thần, làm sao cho nó hòa hợp hài hòa thì đó là triết lý về sự cân bằng. Không nên biến thành kẻ tham lam nhưng cũng đừng cố chấp sĩ diện, phải biết hài hòa cân bằng giữa vật chất và tinh thần các bạn nha. Các bạn cần phải có một trí tuệ tinh anh, một tâm hồn thánh thiện và một bề ngoài hot boy hot girl thế mới sướng, thế mới đẹp, thế mới thích, thế mới phù hợp với thời đại ngày nay các bạn nhá. Chứ không phải là ôi ôi học hành rồi cứ đầu bù tóc rối hoặc là gì, chỉ biết là gì, mốt này mốt kia mà cái đầu rỗng tuếch. Phải biết cân bằng cả hai bên ngoài bên trong các bạn nhá. Tốt gỗ phải tốt luôn cả nước sơn các bạn nhá. Và cái cuối cùng là hành trình hoàn thiện nhân cách. Thế thì ở đây lúc nãy thầy có nói về câu về dũng cảm. Chương 3. Để được là chính mình để có một đời sống ngay thẳng ý nghĩa và vị tha để để lại một tấm gương cho con cháu để người ta nhớ mãi về mình thì cần phải có sự dũng cảm phải dám dũng cảm đấu tranh với cái sai cái xấu đúng không triết lý ở đây trong quá trình hoàn thiện nhân cách cần phải dũng cảm để đấu tranh chống lại cái sai cái xấu của chính mình đấu tranh chống lại cái sai cái ác cái xấu của người khác và đặc biệt là của chính mình ta không thể im lặng trước cái ác cái xấu đúng không ạ bởi vì im lặng trước cái ác và cái xấu ta còn xấu còn ác hơn và đấu tranh lớn nhất để hoàn thiện chính mình phải đấu tranh với cái sai cái xấu của bản thân mình nữa thì đó là gì trong quá trình hoàn thiện nhân cách mình cần phải dám dũng cảm một thái độ dũng cảm để đấu tranh chống lại cái sai cái xấu và triết lý số 2 rút ra chương ba có nói một câu thật là ý nghĩa chương ba bảo thế này có những cái sai không thể sửa được chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa hoặc là gì phải sửa cái sai này bằng một cái đúng khác thế thì ở đây đúng là như vậy thật có những cái sai không bao giờ sửa được bởi vì đó là sai quá rồi chỉ có cách là đừng sai nữa Nói câu này thì các bạn hơi khó hiểu Các bạn cứ hiểu nôm na như thế này Đôi khi chúng ta mắc một cái sai lầm Và để bào chữa cho cái sai lầm đó Chúng ta viện ra một cái cớ khác Để chúng ta bào chữa cho cái sai đó Ví dụ như Là học sinh chúng ta hút vết Chúng ta bị giám thị tóm được Ví dụ thế chẳng hạn Đúng không nào Thì chúng ta lại bào chữa biện minh Rồi là dối trá với thầy cô Dối trá với bố mẹ Để sửa lại cái sai đó nhưng sửa cái sai này bằng một cái sai khác thì nó dẫn tới hai cái sai cùng một lúc càng thậm tệ hơn chỉ có cách là gì thẳng thắn thật thà nhận lỗi không bao giờ sai nữa hoặc sửa cái sai này bằng một cái đúng khác bởi vì nếu tiếp tục sai thì cuộc đời sẽ trượt dài rồi tha hóa lúc nào không hay thì đó là hành trình hoàn thiện nhân cách như vậy à, các bạn đã rút ra được trong bài học ngày hôm nay tổng kết lại trước khi chúng ta nghỉ nha thì trong bài học ngày hôm nay thầy đã giúp các bạn đưa ra những bước sau đây <laughs> rất là dài đúng không bài rất là dài thì uh, mở bài cần có dẫn hay và nêu được vấn đề nghị luận trong phần thân bài thực hiện đủ 5 bước bước 1 giới thiệu tác giả tác phẩm bước 2 tóm tắt lại vở kịch giới thiệu được vị trí đoạn kích trích và hoàn cảnh đối thoại Bước 3 là phân tích câu thoại đầu tiên. Bước 4 là chúng ta sẽ phân tích trọng tâm đoạn trích. Trong phân tích đoạn trọng tâm đoạn trích này thì thầy đưa ra cái cuộc tranh luận về ba quan niệm sống. Quan niệm sống thứ nhất đó là sống là chính mình hay sống vay mượn chăm vá. Quan niệm sống số 2 đó là sống có ý nghĩa hay sống chỉ là tồn tại. Và quan niệm sống số 3 đó là sống vì mình đúng không? Hay là sống vì người khác. Đấy. Từ những quan niệm sống đó Nó mới đưa đến quyết định của chương 3 Và một đoạn kết đầy ý nghĩa Sau đó chúng ta sẽ đến với bước 5 Đó là triết lý nhân sinh rút ra Thì có 3 triết lý Triết lý về quan niệm sống Triết lý về sự cân bằng Và triết lý về hành trình hoàn thiện nhân cách Sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta đến kết bài Và thế là xong Ok không ạ?